Trong ngoài đó không thấy về nữa. Quý cô chú anh bác anh chị đã đến với kênh Nẫu TV ạ. À. Thì hôm nay em sẽ đi thăm lại nhân vật cũ, đó là chú Hai, người mà bị tật chặt ví chai và em bắt gặp được hình ảnh lúc 11 giờ đêm ở trên cầu Chà Bạ cả nhà. Thì hôm nay em có hẹn với chú để đến thăm hoàn cảnh của chú nha cả nhà. Cả nhà cùng theo em đi theo nha. Con chào chú Hai. Chú Hai không chào con á chú Hai. Chào chú nha. Dạ. Chào chú. Mấy ngày nay chú Hai có đi nhặt ve chai không chú? Có. Hôm nay chú có đi, tối qua chú có đi nhặt không? À, 2 giờ. 2 giờ chú mới đi nhặt hả? Dạ. Hôm nay chú đi không? Hay là đi. Chú Đi 2 giờ tới tối mới về. Sao nãy mấy chị nói chú bệnh? Đâu có. Ở nhà. Mấy dài á, hôm nay nó nhà. Hôm nay chú ở nhà chú không đi làm dây chai hả? Không. Rồi hôm nay khỏe lại rồi đi. Dạ nhà này là chú của chú hay là mình thuê chú? Thuê. Thuê hả? Hôm nay thấy chú Hai nói chuyện hơi buồn buồn chú Hai ha. Chú có tâm sự gì không? Vậy biết gì làm chợ. Mấy ngày nay nhặt ve chai nhiều không chú? Ít lắm. Dạ chú cơm nước gì chưa? Nếu mới ăn giò à. Mới Mới ăn ăn cháo giò. giò hả? Ăn cơm. Mới ăn cơm giòi. À dạ. Ô, chú ơi, hôm trước á, thì con gặp chú lúc 11 giờ đêm á, là con thấy cái hình ảnh của chú mà cái chân á, thì bị yếu mà chú đẩy với một cái xe ba gác bự như vậy lên cái cầu Chà Vá. Thì chú có thấy đôi lúc nào mà chú bị nó tuột lại không chú? Lại nhiều nghĩ à. À Đẩy mà mệt ngồi nghỉ. À, bà dịch lại làm để mệt mà nghỉ à. Nhà này là nhà nước xây cho mình hay là mình thuê Nhà trọ nước chú? cho Dạ. Bây giờ chú có thể đưa con qua thăm mẹ chú được không? về dạy trò Chú không đi có qua đi đây thăm đâu mẹ chú. mẹ là Rồi chú qua bển. Chú qua đó con nói chuyện với bà luôn ha. Đây, cả nhà xem là chú là cái bước đi của chú rất là yếu nha cả nhà. Một ngày như vậy là chú phải đẩy một cái xe dây chai rất là bự từ quận 8 huyện Bình Chánh, quốc lộ 50 đi qua tới quận 5, đi qua cầu Chà Vá quận 6 á cả nhà ơi. Ủa vậy là chú chạy chiếc xe mà đi được á, là chú phải có đồ vịn mới đi được đúng không? Có chiếc xe. Chiếc xe nó chận lại á. Xe nó chặn lại. Chứ không thấy đi Người cũng ta chặn dữ quá nó chứ trời. không có tránh người ta được. Dạ có nghĩa là chú đi là người ta tránh né chú chứ chú không có né được phải không bà? Nè chú qua đây ngồi nè. Nè chú Chú ngồi bên đây qua đi. này ngồi. Chú ngồi bên đây với bà đi. Nè cả nhà cho cả nhà xem cái Không đẩy được đâu. chân của chú âu né không. Cái tủ thờ đó hồi thằng trai Út nó còn nó mua nó chết 20 năm mẹ cô. Dạ. Bà cho con hỏi là Tủ này người ta cho à. bà bị bệnh gì vậy bà? Bệnh máu Út cao. Dạ. Giờ nó bể mạch máu gì đó nó xì ta nó đen tùm lum hết trơn. Cái này là bị vỡ mạch máu không ta? Bác sĩ nói vậy đó Dạ, cô. hàng ngày thì chú nhặt vi chai về. Dạ. Giờ người ta lợi người ta mua giờ cái mình đi chợ đi đồ Được, được. Bà không cần mổ bạch máy đâu. bà cho con hỏi là chú Hai á, là con trai lớn nhất của bà phải không? Dạ. Năm nay là 60 giờ cô. Nó tôi sủ à. Còn họ nói bữa gặp Bữa gặp nó rồi. nhưng mà hai hai chú này chưa có biết hoàn cảnh của mình á. Có con với chị Nậu thôi. À, chứ chưa biết chú. Nè, nên chú phải giới thiệu lại cho mấy anh biết. Tôi nằm nhà thương tôi chụp hình là con đóng tiền đóng mua mấy triệu. Chú Hai ơi, chú Hai cho con hỏi là mấy cái bữa mà trời mưa á, chú Hai có đi nhặt dây chai không? Đó. Rồi chú nhặt về rồi dây chai mình để lại đây người ta tới mua hay là chú phải đem tới cái Tới chỗ mua vựa?
tới đi sáng mùa. Đêm vậy mà cô biết bán có 20-30. Bà ơi, bà cho tụi con nói chuyện với chú, chú bà đừng nói vậy nha. Không, mình đi ra ngoài kia được không? Mình nói chuyện với bà tới. Cái chân chú yếu lắm anh. Đẩy cái xe rất là bận nha anh Quân. Ở nhà này là mấy ở mấy người đó? Nhà này trước kia bốn người ở trên cát. Duyên ngồi đây, anh ngồi đây. Đại đây đi chú. Dạ kính thưa quý vị khán giả, đây là hình ảnh của chú Hai mà hàng ngày chú mưu sinh bằng cái cách mà đẩy chiếc xe nhặt cái chai nha cả nhà. Thì bây giờ cũng gần tới cái giờ chú phải đi nhặt ve chai á. Chú bắt đầu công việc là từ 2 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm cả nhà. Chú ơi, dễ chú đâu chú? Dễ người ở trong nhà. Chú coi trường trơn nha, con thấy xe nào nhé. Đây, mình cho cả nhà xem cái cảnh mà chú Hai nhặt cái chai nha cả nhà. Chú đẩy nhưng mà lúc nào chú cũng cười đó. Chú ơi, sao mình không đi bán vé số á, cho nó dễ chú? Mừng cháu rồi. Mà dạ, dạ, chú đẩy xin. Bán vé số xong rồi. Cô mực không à? Cô mực. Anh Quân có thấy không? Cái chân của chú đi á. Nhưng mà chú đẩy bây giờ là nhẹ đó nha. Khi mà tối tầm khoảng 11 giờ á là dây chai đầy xe á anh. Chú đẩy một mình chú lên cái cầu Trà Và á, lúc mà lên cho tới giữa cầu á, có khi á là chú mệt quá là nó tuột xuống đó. Chú phải gồng lại rồi chú ngồi nghỉ đó, đó là chú mệt rồi đó anh. Chú đẩy khoảng tầm khoảng vài trăm mét là chú sẽ nghỉ và ngồi đứng nghỉ như vậy là khoảng tầm 5-10 phút chú mới đẩy được nữa. Bây giờ là hoàn cảnh của chú là có vợ, có con, nhưng mà vợ con bảo chú từ khi chú bị tai nạn á. Rồi hàng ngày chú đi lượm ve chai để về nuôi mẹ già trong đó. Chú chia sẻ với khán giả thôi, chú không bán vé số á, cho nó đỡ mệt thôi. Đúng, cháu dịch không, dịch xạo trái lắm, ai biết được. Nó xảo trá, nó giật của chú hả? Hồi trước chú có bán vé số lần nào chưa? Chưa, người ta bán người ta bây nói giờ. Mình rồi, từ đó về sau chú được đi chơi. Hôm nay người ta vô người ta mua hết dây chai cho chú chưa? Chưa. Dạ chú cho câu hỏi này, nguyên cái xe dây chai của mình đây nè, ước chừng là khoảng bao nhiêu tiền chú? Chai, lọ, giấy rồi này nè chú. 4-5 chục à. 4-5 chục hả? Bây giờ bạn Âu với lại nhóm của con mua xe của mình 200 ngàn, chú bán không? Bán luôn xe chứ. Chú đồng ý không? Bạn Âu mua cái xe luôn, nguyên cái xe luôn nè. Chú Hai cho con hỏi thêm á, là tháng 7 này nè, là chú đi nhặt chi chai á, là chú có nhận được nhiều quà của từ bên từ thiện không? Tại tháng 7 là tháng Vu Lan á. Có, có. À, con thấy nhà chú nhiều quá trời luôn á. Bạn ông mua cái xe dây chai này giá bao nhiêu bạn ông? Con mua cho chú 200 ngàn nha. Là hôm nay là coi như là thường là 50 ngàn là chú sẽ kiếm được một ngày đúng không? Con mua cho chú 4 ngày nghỉ nha. Sau đó ngày thứ năm chú đi làm chú kiếm thêm. Tại vì chú mới bệnh lúc vậy. Mà con vô thì con nghe nói chú mới bệnh á. Bây giờ chú còn mệt lắm nên chú ở nhà chú nghỉ ngơi đi, giờ khoảng 2-3 ngày sau mình khỏe mình đi làm xong. Cái này là tiền của một chị Châu bên Mỹ gửi cho con, nhưng mà con trích tiền của chị Châu ra để con giúp hoàn cảnh. Chú cảm ơn chị Châu nha. Cảm ơn cô Châu đi. Chú Hai ơi, chú Hai có thể đọc địa chỉ nhà mình để cho quý cô chú có xem được cái clip á, tới gửi quà hay là cho chú thùng mì á. Địa chỉ không có địa chỉ đó. Bây giờ em đọc đại số nha. Số nhà A14-19-8 là nhà của người ta thôi, xong rồi vô đây hỏi chú Hai người ta sẽ chỉ. Nhà chú Hai kế bên đường số 10 ở quốc lộ 50. Đường số 2 quốc lộ 50. Đường số 2 quốc lộ 50 Bình Chánh, Bình Hưng Bình Chánh. Nói chung là nhà chú hơi khó kiếm á, nhưng mà hỏi chú là ai cũng biết, người ta chỉ cho tới nè, đây. Nè, mọi người xem nè, chú đứng nhưng mà rất là rung chân nha cả nhà, chân của chú rung luôn nè. Dạ, anh gọi
Ủa sao chân chú run dữ vậy chú? Bệnh. Bệnh chút rồi. Chú ơi, con muốn hỏi chú là chú có mong muốn gì cho cuộc sống mình nữa không? Mong chống gì? Mong muốn là mình lượm được nhiều ve chai là mình có nhiều tiền hơn á. Cho cuộc sống mình nó khá hơn. Hay là chú có muốn đổi nghề khác làm không á? Nghề này không biết, không biết nghề nào khác làm được vậy. Chú có thích buôn bán gì không? Không. Chú buôn bán chú sợ bị giật chú lớn tuổi sợ người ta gạt mình ha. Cái này mình kiếm đi một ngày mình kiếm bao nhiêu? Chú hai ơi, cho con hỏi nè, thời gian gần đây vợ con chú có liên lạc với chú không? À, thời gian gần đây á, không có, không có ai liên lạc kìa. Mà là đi lâu quá rồi tới giờ không có liên lạc không? Không. Chờ chú, ví dụ mà cô mà có thấy chú trên hình á thì chú có muốn nhắn nhủ với cô cái gì không? Hay là với con của chú? Con. Nhắn nhủ con thôi. Dạ. Thì chú muốn nói gì với con chú? Nó nước ngoài mà không thấy về nữa. Đi hồi lúc bao nhiêu tuổi? Thì lúc cũng mười mấy tuổi á. Chú có gửi gắm gì cho con chú không? Có lời nào đó, nói cho con chú hỏi thăm sức khỏe là có về thăm chú không? Nó không thăm thôi, kệ nó đi bỏ, đi lâu quá. Nhiều khi cái anh đó, anh đi lâu mất liên lạc á. Anh mất liên lạc với chú á, giờ sẵn cơ hội á, chú nói rồi, ảnh mà tìm được chú, ảnh sẽ liên hệ với chú. Con mà đâu có bỏ cha được. Biết cho mình liên hệ. Thì chú xúc động á cả nhà. Qua cái clip này nè, anh đó sẽ thấy chú xong rồi sẽ liên hệ tụi con để tụi con dẫn đi tìm chú vậy đó. Đây là một cái cơ hội để hai cha con mình tìm thấy nhau chú. Thì chú có muốn nhắn nhủ với anh hai chị hả chú ha? Dạ có. Con trai hả? Dạ, con gái. Con gái thì chú có muốn nhắn nhủ gì với chị không để chú chị quay về tìm chú? Dạ có. Thì chú bây giờ chú muốn nhắn nhủ thì chú nói đi, là tụi con sẽ có thể là cái thông điệp này sẽ đến cái clip này sẽ đến với chị á. Thì chú nói đi. Trong ngoài đó không thấy về nữa. Chị ơi, chị có xem được cái clip này, nếu có duyên chị xem được á, chị liên hệ với em hoặc là chị tới đến địa chỉ á để gặp chú một lần nha chị. Tại vì chú cũng trông chị quá trời luôn á mà không thấy chị về.